Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ gần một bánh heroin được cất giấu trong hộp bánh trung thu. Được biết, đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy này hoạt động liên huyện, liên tỉnh và có yếu tố nước ngoài do đối tượng Nguyễn Thế Ngọ, trú tại thành phố Bảo Lộc cầm đầu, chuyên bán ma túy cho các đối tượng nghiện nhiều trên địa bàn như thành phố Bảo Lộc, các huyện Bảo Lâm và Di Linh. Cụ thể, ngày 21 tháng 9, nắm được thông tin một số đối tượng từ thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị lên Lâm Đồng giao chất ma túy cho Nguyễn Thế Ngọ, ban chuyên án công an tỉnh Lâm Đồng đã lập kế hoạch bắt giữ các đối tượng. Lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực cổng trường mầm non Lộc Thành B, thôn 16, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, hàng chục cán bộ công an bất ngờ áp sát, khống chế và bắt giữ Nguyễn Thế Ngọ, Hoàng Văn Giáng đang cất giấu ma túy trong hộp bánh trung thu treo lên xe. Nguyễn Thế Ngọ và Hoàng Văn Giáng khai nhận, vừa mua số ma túy này từ Trần Tiến Hà, sinh năm 1971, trú tại Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Hà chính là đối tượng đã vận chuyển ma túy lên Lâm Đồng giao cho ngọ. Qua kiểm tra, bên trong có 5 gói ni lông chứa chất nghi là ma túy dạng heroin, gần một bánh, một gói ni lông bên trong có chứa chất nghi là ma túy dạng đá. Ngoài số ma túy trên, cơ quan công an còn thu giữ một súng điện, một cân tiểu ly cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tạm giữ ngọ giáng và hà đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng đã xác lập chuyên án đấu tranh vụ án hiện đang được tiếp tục điều tra làm rõ lật tẩy những thủ đoạn cất giấu ma túy tinh vi ít ai ngờ đến giấu ma túy trong tuyếp bánh kẹo kem đánh răng khoét rỗng một quả bắp cải quả dứa hoặc bỏ hàng trắng vào ruột tượng phật là những chiêu thức tinh vi của tội phạm buôn ma túy đã bị lực lượng chức năng phát hiện bóc mẽ trong thời gian gần đây. Sự ma mãnh và liều lĩnh như vậy để thấy rằng vì lợi nhuận cách xù, tội phạm trên lĩnh vực phòng chống ma túy trong bất cứ thời điểm nào vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Trong đó, không thể không kể đến vụ giấu ma túy trong bắp cải, tuyếp kém đánh răng ở sân bay Tân Sơn Nhất. Cụ thể, ngày 16 tháng 3 năm 2023, tại ga đến quốc tế thuộc sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, đội thủ tục hành lý nhập khẩu khi thực hiện thủ tục hải quan cho các thành viên trong phi hành đoàn thuộc chuyến bay số hiệu VN10 của hãng hàng không Việt Nam Airlines từ Pháp về Việt Nam đã phát hiện hành lý của 4 nữ tiếp viên trong phi hành đoàn nghi vấn có chứa ma túy. Lượng lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành lý của 4 tiếp viên, phát hiện lượng lớn ma túy cất giấu, ngụy trang trong các tuyết kem đánh răng. Qua giám định đã xác định rõ, tăng vật 8.400g viên nén và 3.080g chất bột màu trắng, tổng cộng hơn 11kg đều là ma túy. Với tăng vật nói trên, cả bốn nữ tiếp viên là Nguyễn Thanh Thủy, Đặng Phương Vân, Trần Thu Ngân và Võ Tú Quỳnh đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ hình sự để điều tra về việc vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam. Được biết, tình hình buôn lậu, Vận chuyển trái phép ma túy qua đường hàng không trong những năm gần đây diễn biến khá phức tạp. Lực lượng hải quan đã phối hợp với các cơ quan chức năng, nhất là lực lượng cảnh sát để điều tra tội phạm về ma túy, triệt phá nhiều vụ vận chuyển ma túy xuyên quốc gia qua đường hàng không có số lượng tăng vật lớn, phương thức thủ đoạn tinh vi nhằm có mặt cơ quan chức năng. Phương thức thủ đoạn hay được các đối tượng sử dụng để ngụy trang là cắt dấu ma túy trong những hộp sữa, thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm, gói kẹo, cà phê. Các đối tượng buôn ma túy có xu hướng lợi dụng gửi qua đường hành lý sách tay của khách xuất nhập cảnh, du học sinh, người đi công tác tại nước ngoài. Cũng không chỉ nóng ở hàng không, gần đây khi lực lượng chức năng trong cả nước đồng loạt tấn công mạnh vào tội phạm ma túy, để có mặt lực lượng chức năng, nhiều đối tượng vẫn liều lĩnh, tìm đủ mọi cách để vận chuyển, mua bán trái phép hàng trắng với phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi. Từ đầu năm 2023 đến nay, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An phát hiện đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy của các đối tượng cư trú tại huyện miền núi biên giới Quế Phong, trung chuyển qua địa bàn huyện Tân Kỳ với nhiều thủ đoạn tinh vi để né tránh cơ quan chức năng. Một trong số đó là Lương Văn Hải, sinh năm 2000, trú tại khối Bản Bon, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong. Hai thường xuyên di chuyển bằng xe gắn máy đến địa bàn huyện Tân Kỳ, lưu trú lại với nhiều biểu hiện nghi vấn, thế nên cơ quan chức năng đã tiến hành mật phục và theo dõi. Đến trưa ngày 9 tháng 3, phát hiện đối tượng đang chở theo một thùng xốp lưu thông đến địa bàn xã Nghĩa Đồng, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra. Lúc đầu, Lương Văn Hai rất tự tin, cho biết bản thân hành nghề shipper đang vận chuyển bắp cải để giao cho khách. Tuy nhiên, lực lượng chính sát đã nhanh chóng bóc mẽ hành vi gian dối của hai khi mở thùng xốp ra, bên trong chỉ có hai chiếc bắp cải tươi. Tiếp tục lần lượt bóc bỏ những cái lá cải bên ngoài ra, thì lộ ra bên trong là hai túi nhỏ ni lông, chứa các viên ma túy tổng hợp. Kiểm đếm, lực lượng chức năng ghi nhận tổng cộng có tất cả 284 viên hồng phiến. Lúc này, Lương Văn Hai mới cúi đầu nhận tội. Đối tượng thừa nhận để có mặt cơ quan chức năng, sau khi nhận số ma túy trên, Hai đã mua hai cái bắp cải ở chợ, mang về khoét rỗng ruột, giấu ma túy vào rồi vận chuyển xuống huyện Tân Kỳ thì bị phát hiện và bắt giữ. Được biết, thủ đoạn này không mới nhưng thường gây nhiều yếu tố bất ngờ cho lực lượng chức năng. Trước đó, vào đầu tháng 3 năm 2021, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện hai bì cải thảo bị vứt lại bên vệ đường thuộc địa phận tiểu khu 3, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong. Tiến hành kiểm tra, phát hiện ở giữa những cây cải thảo có 8 gói ni lông màu trắng, chứa 16.000 viên ma túy tổng hợp. Những chiêu trò, thủ đoạn của các tội phạm về ma túy này là nhiều vô biên, không ai ngờ tới được. Theo đó, Thượng tá Nguyễn Vinh Cảnh, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Hà Tĩnh kể, quá trình đấu tranh với tội phạm ma túy, lực lượng chức năng đã phát hiện ra rất nhiều chiêu trò mà tội phạm trên lĩnh vực này sử dụng để cất giấu hàng trong quá trình lén lút vận chuyển, nhất là đối với ma túy được vận chuyển qua biên giới. Trước đây, hàng chủ yếu được giấu đơn giản trong hành lý sách tay hoặc gửi qua xe khách. Một số đối tượng tinh vi hơn thì cất giấu trong lốp thành thùng xe cá nhân. Tuy nhiên, gần đây do bị soi kỹ nên các thủ đoạn này không còn được áp dụng, thay vào đó là với những chiêu thức tinh vi và tá bạo hơn. Đơn cử vào chiều ngày 22 tháng 5 năm 2022, nhận được tin báo từ quân chúng nhân dân có đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam bằng xe khách, chuẩn bị nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo nên lực lượng chức năng đã tiến hành đón lõng để bắt giữ. Đối tượng tình nghi là Phan Văn Hoàng, sinh năm 1977, trú tại xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, khi thấy lực lượng chức năng vẫn ung dung ngồi lướt điện thoại ở hàng ghế giữa. Tuy nhiên, khi bị khống chế đưa xuống khỏi xe cùng gói hành lý là một bao tải màu xanh có đựng 15 quả dứa, thì đối tượng đã biến sắc mặt. Bởi khi trinh sát cẩn trọng cắt ngang các quả dứa ra, từ bên trong lộ ra những viên ma túy tổng hợp. Lúc này, Phan Văn Hoàng mới cúi đầu khai nhận, nghiện ma túy từ lâu, sang Lào mua một bánh heroin để sử dụng và bán lẻ kiếm lời. Để vận chuyển về Việt Nam, Hoàng đã chia nhỏ thành 15 phần, bọc túi ni lông, dùng băng dán màu đen cố định bên ngoài. Sau đó nhét vào 15 quả dứa đã khoét rỗng, ghim cuống lại, xong hành vi này đã bị phát hiện. Cũng tại cửa khẩu Cầu Treo, đường dây vận chuyển ma túy với số lượng khủng và thủ đoạn cất giấu tinh vi nhất được phát hiện là vào tháng 9 năm 2020, khi lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm của Bộ đội Biên phòng, Bộ Công an, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Công an Hà Tĩnh và Công an Lào đã phát hiện bắt giữ 10 đối tượng, thu giữ hơn 230 kg ma túy các loại đáng chú ý số ma túy lớn này được các nghi phạm cất dấu tinh vi trong các pho tượng bằng gỗ rồi vận chuyển từ Lào vào Việt Nam. Theo đó, khoảng 19 giờ ngày 8 tháng 9 tại khu vực cửa khẩu quốc tế cầu treo lực lượng chức năng đã bắt giữ vụ chuyển trái phép gần 100 kg ma túy tổng hợp được cất dấu tinh vi trong 5 pho tượng gỗ có cải định vị mở rộng điều tra ngày 10 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực biên giới Việt-Lào thuộc địa phận Hà Tĩnh ban chuyên án đồng loạt bắt giữ thêm các nghi phạm trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên biên giới này. Tăng vật thu giữ gồm 19 bánh heroin, hơn 132 kg ma túy tổng hợp. Tất cả đều được cất giấu trong các pho tượng gỗ. Không chỉ tinh vi trong quá trình cất giấu để vận chuyển, nhiều đối tượng cũng hết sức liều lĩnh khi đưa ma túy về trong vườn nhà mình để đào hố trôn tại nhiều vị trí khác nhau, chờ thời cơ hợp lý để đưa đi tiêu thụ. Đó là trường hợp của hai vợ chồng Trương Thị Thúy Vân, sinh năm 1985, và Trần Quốc Phùng, sinh năm 1987, trú tại thôn Tiến Bộ, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 11 tháng 1 năm 2023, hai vợ chồng bị bắt quả tang khi đang tăng trữ lượng lớn ma túy tổng hợp nên bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thạch Hà ra quyết định khởi tố. Mặc dù nghi ngờ hai vợ chồng vẫn còn cất giấu một lượng lớn ma túy bên ngoài, song quá trình đấu tranh mở rộng, các đối tượng luôn giữ thái độ ngoan cố, không chịu khai báo. Sau quá trình đấu tranh, xác định số ma túy nói trên đang được cất giấu tại nhà riêng, nên ngày 22 tháng 2 năm 2023, Công an huyện Thạch Hà đã sử dụng chó nghiệp vụ để đánh hơi, sử dụng thêm máy múc để tiến hành đào xới các khu đất trong khuôn viên vườn, nhà của các đối tượng để tìm kiếm ma túy, kiên trì áp dụng các biện pháp nghiệp vụ. Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện Tại vị trí dưới khu vực bếp ga, chân tường, dưới gốc cây mít trong vườn nhà của hai đối tượng đang cất giấu 903.609 ma túy tổng hợp dạng đá và ma túy MDMA. Qua các vụ việc kể trên, vỏ quyết dày có móng tay nhọn là câu nói không sai. Dù tội phạm nói chung và tội phạm trên lĩnh vực ma túy có mưu mô, xảo quyệt và ma mạnh đến đâu, thì cũng đều không qua được con mắt nghiệp vụ tinh tường của các trinh sát đấu tranh phòng chống ma túy. Sự sắc bén về nghiệp vụ và hy sinh hạnh phúc riêng tư của các anh là yếu tố đảm bảo cho sự bình yên của xã hội. Dù trên trận tuyến phòng chống với tội phạm trong lĩnh vực này lúc nào cũng nóng bỏng và đầy rẫy những hiểm nguy cận kề.